ơi, đi học về cực khổ quá mà. Rồi, Bắt nhỏ lao nữa. nhà một không à, nhà dơ quá trời dơ luôn à, ôi ơi, ôi này lau lau tuốt ở trong luôn đi, đẩy sát vô trong luôn, con lẩy sát vô trong con mới lau sạch được nha. Trời ơi, quá vất vả, em bé vất vả quá, mới học mẫu giáo phải làm đủ làm lụng đủ thứ luôn, trời ở đâu ngoài vất vả quá. Ôi ơi, cái sức nó vậy mà cây cây không không nó vậy chứ không phải lát con, nó vậy nó mới sạch nhà được. Trời ơi giỏi quá trời rồi, coi như là bà thể bà đỡ cực rồi. Không phải bà thể tốt nghiệp rồi. Đau gì mà đốm đốm chỗ có chỗ không vậy nè. Ôi đất ơi trời ơi, cái chân túm túm cái móng này. Sợ té hả ba? Không sợ chơi cũng túm túm cái móng này. Quá trời đấy. Đây, sạch chưa? Mới về lớn biết phụ mẹ rồi. Trời ơi, lau tuốt ở trong này luôn. Trời ơi. Wow. Dữ dằn luôn. Wow. Ấy da. Mệt chưa? Mệt chưa? Lại đây. Đâu làm bánh mì bụi bặm quá, bột quá bột. Bé con chơi. Bé giờ. Giờ quá. À đó con quay vậy đó, đúng rồi, quét qua quét lại vậy đó, đó, đó. Rồi đi tới đi tới. Đó. Quét vậy đó, quét đi hịch vậy đó, cũng dễ, cũng nhẹ hơn. Ấy. Xây dây cây cho nằm xuống, xây dây cỏ nằm xuống. Cây lao nằm xuống. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi ngã xuống, ngã xuống đó, ngã không đúng chiều rồi nó bị dựng đứng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng, đúng rồi, đúng rồi, trời ơi, trời ơi kìa, đúng rồi, đúng rồi, nghiêng nghiêng vậy đó là đẩy mạnh lắm, đẩy dài ra. Ừ, ở đây nè. Ở đây mới sạch. Sạch chưa? Chưa sạch hả? Ừ, ok, mới sạch đây.
quá dữ dằn. Trời ơi. Xây chỗ nằm đó. Đúng rồi, đó. Trời ơi. Ông ngoài chỉ cái biết làm liền luôn rồi. Ờ xây cười trời cười. Cho nằm xuống rồi. Rồi, rồi đó xây đó vậy đó. Vậy là anh nằm á. Rồi nghiêng xuống. Nghiêng chưa? Rồi, đó đúng rồi. Ủa? Rồi, đẩy. Ủa? Con đừng có xây hoài, rồi được rồi, đẩy đi, đẩy, ờ à, đó, đẩy tới đi lui, đẩy tới đi lui, đúng rồi. Đó, vậy nó mới sạch rồi đó, thấy không, nó nhẹ thấy không. Đó. Rồi, đẩy tới đi lui, đẩy tới đi lui. Bây giờ nha, nó ướt rồi, chừng té như là đi vô sạch rồi. Đúng rồi, trời đúng rồi, đẹp đúng rồi. Ôi, đúng đúng trời cái nhúng cái nhúng. Rồi, ông bà cô chú bác lâu lắm rồi con mới quay một clip nha, ông bà chú chú thấy con vui không? Nếu mà nó có cung đèn thì nó thông báo dùm hạnh chứ nó đâu có lại nó báo mình đâu. Dạ. Còn ngày hôm đó bột đánh đàng hoàng rồi đang nướng nó làm cái cục từ sáng chiều rồi má cũng chết. Nhưng mà ở đây cúp điện. Không, có à. Không, nghĩ là có cúp điện nhưng mà không có cúp lâu á. Đúng rồi, không, cái đó là tùy cái trường hợp. Nó sự cố mà nặng là nó cúp nửa ngày hoặc mấy tiếng, nó tùy. Đó. Phải nắm cái thời về phát biểu của nó. Mình không nắm cái ngày đó mình làm sẵn hết mà nó chơi nó cứ kêu rộng lên. Hồi đó giờ là mình ít có theo dõi tin đài lắm. Thế là hỏi coi nó báo nó thông báo trên cái gì? Trên báo. Không, trên báo là một chuyện, có trên mạng luôn. Ờ. Trên mạng mà cố định là. Rồi, rồi chào bye bye đi, rồi bye bye ông bà cô chú bác nè. Rồi. Bye bye. Dạ. Rồi. Trời ơi, làm nãy giờ chưa xong luôn. Sạch chưa? Lao kỹ quá vậy con. Được rồi, lao nhiều quá mỏi tay không? Lên mẹ cất cho. Nặng quá con ha. Lên mẹ dẹp cho. Không. Trời kỹ quá. Ủa gì vậy? Rồi thôi rồi. Được rồi. Sạch rồi, nhà sạch lắm rồi. Ừ, sạch rồi con, sạch rồi. Thôi giờ con lên con tắm đi. Lau nữa. Thôi lau tới sáng luôn nha. Dạ rồi, con muốn chào con bà cô chú bác tạm biệt nha. Con đi học về là con phụ ba mẹ giờ đó giỏi không ạ? Có lúc quét nhà, có lúc lau nhà. Hôm nay là lau nhà.